răng để lưng quần áo đấy. Việt Nam anh hùng, tổ quốc khi công. Lại đi. Bỏ nón ra. Ôi đây. Cúp, đưa hai cái nến này đây mày. Để đi cái thánh giá này. Để cái thánh giá này. Để đi, thấy không hả? Không, đâu thấy đâu, cái thánh giá che rồi. Thank you.
thay ba nhé. Thay ba cái không. Đây. Một. Không có đều gì hết. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh. Xin vì công nghiệp nương nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dâng thắp lửa hồng cùng nhau vô cùng lớn lao. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn ta phù đi nô qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp đứng nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng cũng đau vô cùng đớn. Đi thẳng cái nối này. Hả? Đi thẳng này này. Đi đâu này? Nó ra không cần phải vậy đi. Nó làm khách cái này cho bà chứ. Xe cái xô kìa. Xe cái xô mang về. Cô của tâm một tí nãy cho mình giảm.
Tranh thủ đây mỗi người một cái một tay đi. Nhổ nhổ đại đại trong đường ấy. Do đâu? Nhổ cỏ thôi, trên này thôi, cái bên dưới đâu cần nhổ. Nhổ vô thôi. Trên đi thôi. Con ở đây là... Nãy cầm dao chưa? Ôi, dao mà không biết được. Dao rồi, nãy ai cầm hay gì chỉ cầm về đâu. Đi làm hai đường ở giữa, chưa người ngồi giữa. Cứ đi bình thường.
nói chuyện đi. Rồi, nghe chị hỏi mẹ đâu về. Mẹ đâu về mẹ ơi? Đi chợ về. Đâu đi chợ về. Vô xe em không biết xưa lập đối với sao thằng này nó phải trắng rồi. Bán đâu về vậy? Bán đi khách ra đây. Làm khổ về. Khổ về á? Hả? Quay chắc nó tiệm này nó quay ra bảo đánh rau á. Thôi, về vào nhà bà ăn cơm luôn. Thôi bán đi về. Đi đi, vác vào, vác lên đi. Vác lên đi, gánh rau về đi. Vác rau đi này. Đi cái này. Con đi cái này. Đâu, ai đâu vậy? Chính phụ nhau của Vi đấy này. Đâu? Vi hả? Vi hả? Cái heo à? Chúa mới mua con heo rồi. Vì à? Thank you.
lại đi đi. Sao mày chết ống kính, sao mấy người dưới thấy? Vỏ nó lên được. Không trở về nhà đâu, không ai ở nhà đâu. Bắt cái không đi à? Mà ở ngoài em có nước thì ngon lành rồi. Cũng hỏi nó đúng là năm nay chút tiền nhiều với chút không trồng nó với chút mùa. Hốt bạc trời. 3.000 cây á, mua đó. Không có bằng mua. Dạ em hôm qua mua ở chợ. Hốt cả. Muốn vứt mẹ cái chai đi. Phải móc nào đâu môi. Hốt nghĩ vô hậu ra có coi. Hốt.
Nhang à, hồi nãy. Vậy hồi nãy quên đưa Nhang ra. Cái này chị em nó có giờ hỏi bà Nhang rồi nó ra nó bảo con lấy rồi. Này, đứng hàng này. Đứng hàng đứng đây. Đó. Úc Minh đứng đây. Úc Minh đứng vô. Học qua đâu vậy? Ở học qua đây em. Thằng Rồng đứng đây. Béo miệng nè. Rồi Úc béo miệng nè. Còn chú mày đi kêu chú bà về đúng không? Phải từ từ. Chú mày đó. Cho bé Hồng đứng đứng vào giữa chứ. Ờ, cho chung quanh nhà ông. Mày thay mắt. Con hai đứa đang không đứng xếp hàng người ta chụp được. Đây, đúng rồi đây. Nó làm ăn giàu lắm. Muối xong lên kìa. Ờ, muối ở giữa à? Rồi đọc kinh đi. Mang quay ra. Đợi chú. Rồi. Đưa đi, đưa đi, anh Việt Nam đưa cho từng người đi. Cho mẹ. Ở anh Vi đứng sát lại mẹ. Việt Nam đứng sát ở đây và anh. Đấy. Việt Nam đứng ở đây. Việt Nam đứng ở đây. Đưa đưa chuyển đi. Không biết chuyển đi. Nào cao hơn anh nhá em. Cao hơn. Nhiều hơn anh mà. Anh Nam. Anh Nam nào. Anh chị Nam. Dạ.